Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân giai đoạn 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả đã làm được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân. Trong giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, việc tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng Toàn dân đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả gắn với đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới ngày được nâng lên, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững và ổn định. Các phong trào của quần chúng nhân dân đã và đang thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. 5 năm qua, Ngày Biên phòng Toàn dân đã được triển khai sâu rộng, nền nếp, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, đặc biệt tại các địa phương có biên giới, bờ biển. Qua đó huy động được nguồn lực tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững bình yên trên tuyến đầu tổ quốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và đã động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, sáng nay đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã tặng lãng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên biểu dương những nỗ lực và kết quả đáng tự hào trong công tác khám chữa bệnh của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Những năm gần đây, nhiều kỹ thuật chuyên sâu phức tạp tương đương tuyến trung ương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi thực hiện thành công. Qua đó khẳng định được năng lực trình độ chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành cùng ngành y tế, tạo mọi điều kiện để các bệnh viện phát huy tối đa nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Cũng trong sáng nay ngày 27 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Gia liễu Thanh Hóa và Phòng khám Đa khoa Meratech Thanh Hóa. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của ngành y tế, đồng thời mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu học tập, trao dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện y đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ những người thầy thuốc đang công tác trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 681 về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tham gia tích cực trong củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Qua đó từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc trong sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phân công 513 đảng viên phụ trách trên 2.500 hộ gia đình ở khu vực biên giới đất liền và vùng biển, trong đó có trên 1.700 hộ là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Các đảng viên biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Các đồn biên phòng cũng đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng tiền mua cây con giống và gần 2.500 ngày công lao động sản xuất cho các hộ gia đình. Các đảng viên biên phòng Thanh Hóa được phân công phụ trách các hộ gia đình đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn biên giới, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, từ đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Thời điểm sau Tết và mùa lễ hội, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình có xu hướng tăng. Nắm bắt nhu cầu này, các nhà sản xuất phân phối và đơn vị bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động cung ứng, luân chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, ngành chức năng cùng các đơn vị sản xuất kinh doanh có lượng hàng hóa lớn và hệ thống phân phối rộng đã kết hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chú trọng đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng nông sản thực phẩm, kết nối tiêu thụ các sản phẩm an toàn đảm bảo chất lượng vào hệ thống phân phối. Tháng 2 năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ trên địa bàn Thanh Hóa tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó có một số nhóm ngành có mức tăng khá như lương thực thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình. Dự báo tháng 3 năm 2024, hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng. Sở Công Thương Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm thuận lợi an toàn. Để khai thác hiệu quả lợi thế đất đồi rừng, những năm qua, Hội Nông dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tín chấp, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để hội viên nông dân phát triển kinh tế đồi rừng. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện đã thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá, hộ giàu. Để phát triển kinh tế đồi rừng, huyện Quan Hóa đã có cơ chế khuyến khích các hộ chuyển đổi từ trồng rừng truyền thống sang trồng rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội nông dân huyện cũng tăng cường tuyên truyền cho hội viên nông dân xây dựng chương trình phát triển kinh tế đồi rừng phù hợp với thế mạnh địa phương, vận động hướng dẫn hội viên phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm dưới tán rừng, phát triển trang trại tổng hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống, vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, huyện Quan Hóa đã phát triển được hàng trăm mô hình gia trại, trang trại nông lâm kết hợp do nông dân làm chủ cho giá trị thu nhập cao. Nhiều hộ nông dân có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Chúng tôi tiếp tục sẽ đấu mối, đồng thời là phối hợp với các cái cơ quan liên quan để tiến hành tập trung tiếp tục mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân để làm sao bà con nhân dân thẩm thấu và thấu hiểu được việc chuyển giao khoa học kỹ thuật về cái việc chăn nuôi cũng như là sản xuất manh mún, để bỏ những cái thủ tục lạc hậu để làm sao ta áp dụng cái khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quan Hóa sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế đồi rừng có hiệu quả, đồng thời hỗ trợ đầu tư nhân rộng mô hình sản xuất mới, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho bà con nông dân. Với sự phát triển của công nghệ và điện thoại thông minh, việc đặt xe taxi qua các ứng dụng trực tuyến đã trở nên quen thuộc với người dùng. Khi đặt xe thông qua ứng dụng trực tuyến, mọi thông tin được hiển thị rõ ràng, giúp cả tài xế và khách hàng chủ động hơn trong việc cung cấp sử dụng dịch vụ. Giá cả luôn là yếu tố tác động lớn nhất đến quyết định của khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ. Nếu như với cách gọi taxi truyền thống thông qua tổng đài hoặc bắt xe trực tiếp, khách hàng thường phải đợi đến cuối hành trình mới biết chính xác số tiền phải trả cho chuyến đi, thì nay với cách đặt xe qua ứng dụng trực tuyến, sau khi nhập điểm đón và điểm đi, khách hàng đã biết được ngay số tiền cần phải trả cho quãng đường. Ứng dụng đặt xe còn hiển thị thông tin lái xe, biển số xe, số điện thoại và lộ trình di chuyển, giúp khách hàng yên tâm hơn về chuyến đi. Ngoài ra, hầu hết các ứng dụng đặt xe trực tuyến còn có tính năng đánh giá sau mỗi chuyến đi. Khách hàng có quyền chấm điểm, đánh giá về thái độ phục vụ của tài xế, chất lượng dịch vụ. Thông qua đó, thì đơn vị quản lý hãng xe có thể nắm được phản hồi của khách hàng đối với từng tài xế để làm căn cứ khen thưởng hay kỷ luật. Với nhiều ưu điểm nổi bật của việc đặt xe trực tuyến cùng sự thay đổi trong quá trình đặt xe của người dùng, các hãng xe đang tích cực ứng dụng công nghệ đa dạng hóa dịch vụ đặt xe để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó tăng doanh số tốt hơn. Bản tin cuối ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.